Một người tù nhân bị đẩy xuống cái hố sâu bên dưới. Chỉ sau vài giây, anh ta đã bị thứ gì đó rất gớm ghiếc tấn công, máu bắn lên như thác đổ. Một người quá hoảng sợ mà bỏ chạy lập tức bị bắn chết bởi cung tên. Người tiếp theo phải chịu sự trừng phạt là Ash Williams, nam chính của hai phần phim Mackay trước đó. Khi bị đẩy xuống cái hố, anh ấy phải đối đầu với một Deadeye có thủ pháp vô cùng nhanh nhẹn. Nhưng với khả năng của mình, anh ấy vẫn có thể chống trả. Vua Arthur ra lệnh kéo lồng sắt hẹp lại để giết cả hai. Thì Ash được giúp đỡ khi có người ném cây cưa máy xuống cho anh. Rất nhanh chóng, Ash đã xử lý xong Deadeye kia. Và bây giờ việc anh ấy phải làm là thoát khỏi cái lồng sắt đầy gai nhọn này. Hãy cùng mình theo chân Ash để xem trong phần phim này, anh ấy sẽ phải đối mặt với những điều kinh khủng gì nhé. Cảnh báo: video tóm tắt có tiết lộ nội dung và tình tiết phim. Tiếp tục với phần phim thứ hai, nam chính Ash thuật lại câu chuyện một chút. Khi mình và bạn gái Linda là nhân viên tại một siêu thị bán lẻ Esmart, hai người đi du lịch và nghỉ dưỡng tại một căn nhà gỗ nằm sâu bên trong rừng. Họ phát hiện ra quyển sách Necronomicon và khi đọc nó đã vô tình giải phóng các thế lực ma quỷ. Sau khi đọc thần chú để đánh bại lũ quỷ, Ash bị hút vào một vòng xoáy cùng với chiếc xe của mình. Mọi thứ đều bị đưa ngược trở lại năm 1300 sau công nguyên. Có sự khác biệt một chút với cái kết ở phần thứ hai, khi Ash được tung hô là người được trời cao ban xuống để giúp người dân nơi đây chống trả lại ma quỷ. Thì ở phần phim này, anh ấy bị vua Arthur nghi ngờ là người của công tước Henry, một người mà vị vua đang đối đầu. Tất cả bị bắt giữ thành tù nhân, Ash còn bị tịch thu cả súng và cưa máy, rồi vua Arthur đưa họ về lâu đài của mình. Cô gái Cela sau khi được Arthur thông báo rằng anh trai cô đã không quay trở về thì vô cùng phẫn nộ, đánh mắng những người bên phía công tước Henry. Vua Arthur ra lệnh trừng trị hết tất cả đám tù nhân này bằng cách ném xuống một cái hố, nơi có điều kinh khủng chờ đón họ. Một người được ném xuống, chẳng mấy chốc anh ta đã phải bỏ mạng, máu bắn lên như thác. Một người khác bỏ chạy và bị vua Arthur bắn chết bởi cung tên. Kẻ phải chịu sự trừng phạt tiếp theo là Ash, dù cho anh ấy đã ra sức giải thích mình không hề liên quan đến công tước Henry. Cela tức giận lấy một tảng đá ném trúng đầu của Ash. Anh ấy loạng choạng bước về phía trước và chỉ cần thêm một lực đẩy nhỏ đã lộn đầu xuống bên dưới. Ash đối đầu với một Deadeye, bị đấm, bị đá liên tục. Vua Arthur còn ra lệnh thu hẹp cái lồng sắt đầy gai để tăng thêm phần kịch tính. Một vị linh mục mà theo những người dân nơi đây gọi là nhà thông thái, ông ấy tin rằng Ash là người sẽ cứu tất cả khỏi ma quỷ như lời tiên tri. Nên ông ném chiếc máy cưa xuống giúp Ash. Anh ấy nhanh chóng chụp lấy và hạ gục tên Deadeye kia. Bây giờ Ash phải tìm cách trở lên bên trên và thoát khỏi lồng sắt. Nhưng chưa kịp thì thêm một Deadeye với một hình thù gớm ghiếc hơn xuất hiện. Anh chém bay một bàn tay của nó lên phía trên, rồi dùng dây nhịt để bám vào dòng dọc, từ từ đi lên. Dù cho bị Deadeye túm lấy chân, nhưng Ash vẫn thành công thoát khỏi đó. Tất cả mọi người nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc vì đây là người duy nhất giết chết những tên ác quỷ và thoát khỏi cái hố. Ash đấm vua Arthur một phát rồi nghênh ngang khiêu chiến với tất cả người ở đây, sau đó yêu cầu thả công tước Henry ra. Vua Arthur không thể để một tên ất ơ quậy phá lãnh địa của mình nên mạnh mẽ đứng dậy rút kiếm ra đối đầu với Ash. Nhưng kiếm sao chơi lại với súng, Ash bắn một phát khiến tất cả điếng người và dành hẳn cả 5 phút để giới thiệu về nó. Rồi tên Deadeye kia chưa chết, hắn trèo lên nhưng đã bị Ash nổ súng, tiễn xuống trở lại bên dưới. Sau màn thị uy sức mạnh vừa rồi thì Ash được cung phụng như vua, còn vua chính thức thì đứng bên cạnh nhìn một cách thèm thuồng. Cả Cela cũng đi đến và xin lỗi Ash vì hành động bồng bột của mình trước đó. Anh ấy bây giờ chỉ muốn quay trở lại thời đại của mình và nhà thông thái nói rằng cách duy nhất để làm việc đó là đi lấy lại quyển sách Necronomicon. Đồng thời việc đó cũng sẽ giúp cho thời đại này chấm dứt nỗi khiếp sợ mang tên Deadeye. Ban đầu, Ash không đồng ý nhưng đúng lúc đó có người ở trong đây bị biến thành quái vật rồi tấn công mọi người. Nó tuyên bố sẽ không để con người lấy được quyển sách đó. Thấy ồn ào quá nên Ash đã bắt nó im lặng mãi mãi. Ash sau khi thấy những người nơi đây khẩn khiết nhờ anh ấy cứu giúp thì đã quyết định sẽ đi lấy quyển sách. Những công đoạn chuẩn bị bắt đầu, Ash cùng với những người ở đây tạo ra một bàn tay mới cho anh ấy với sức mạnh vượt trội. Nhìn thấy khí chất của Ash, Cela đã siêu lòng và tặng anh ấy một món quà trước khi lên đường. Sáng hôm sau, Ash bắt đầu hành trình của mình đến vùng đất bị nguyền rủa. Nhà thông thái căn dặn anh ấy trước khi lấy quyển sách phải đọc lên câu thần chú Latu Varata Nikto. Một mình Ash tiến thẳng lên phía trước, xung quanh tỏa lên một mùi u ám, dày đặc sương mù. Rồi bất ngờ có một con quỷ đuổi theo anh ấy. Ash cưỡi ngựa bỏ chạy thục mạng và anh ấy sau đó đã trốn vào một cuối xe gió. Con quỷ sau một hồi cố gắng phá cánh cửa nhưng không thành thì đã bỏ đi. Tối đến, Ash tạm thời nghỉ tạm nơi đây thì anh trông thấy hình ảnh của chính mình trong gương đang nhìn lại mình. Anh phá vỡ tấm gương rồi từ đó chui ra rất nhiều mini Ash. Chúng lấy một cái nhĩa đâm vào chỗ có nhiều thịt nhất. Dù cho Ash đã xử lý vài tên nhưng chúng quá đông. Anh giẫm phải một cây đinh, sau đó bị trượt ngã và bất tỉnh. Khi mở mắt ra thì thấy đã bị những tên mini Ash trói chặt. Một tên nhảy cầu nghệ thuật lao thẳng vào trong miệng của anh. Ash lấy ra không được thì quyết định uống nước sôi để nấu chín tên trong bụng luôn. Bỗng anh cảm thấy khó chịu bên vai phải, đến khi nhìn sang thì thấy một con mắt xuất hiện. Ash hoảng sợ bỏ ra ngoài còn Evil Ash thì cố gắng tách khỏi cơ thể của anh ấy. Evil Ash vui mừng, làm đủ trò chiêu chọc Ash nhưng đã lãnh ngay một phát súng. Dù tốt hay xấu thì thằng cầm súng là chân lý. Sau đó anh ấy mang nó vào trong để phân ra từng mảnh rồi chôn xuống đất. Cuối cùng, Ash cũng đến nơi có quyển sách nhưng lại có đến 3 quyển. Không biết cuốn nào là đúng nên anh ấy chọn đại. Và hai lần đầu tiên, Ash đều chọn sai. Cuốn thứ nhất thì hút anh ấy vào trong. Ash cố gắng níu lại thì bị kéo dài cả cơ thể ra. Mặt mũi biến dạng trông vô cùng buồn cười. Cuốn thứ hai thì nó mọc răng cắn Ash. Tuy nhiên cũng không gây quá nhiều khó khăn cho anh ấy. Có 3 quyển mà đã chọn sai 2 thì quyển cuối cùng chắc chắn phải đúng. Anh ấy nhớ lại lời của nhà thông thái, đọc câu thần chú trước khi lấy.
Nhưng As đã quên mất phần cuối cùng, thấy xung quanh không có ai, anh ấy quyết định giở trò ma cô. As đọc câu thần chú, đến từ cuối cùng thì ho sặc sụa, sau đó vui vẻ nhặt quyển sách lên. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, còn bầu trời thì sấm chớp dữ dội. Nhà thông thái cảm nhận có điều gì đó không đúng đã xảy ra. Quay trở lại chỗ của As, anh bị những bộ xương bên dưới sống lại và túm lấy chân. Chúng tấn công anh bằng những pha cực kỳ nguy hiểm, như là móc mắt, móc mũi, móc miệng. Thấy như đó chưa đủ hiểm, thì chúng đánh luôn vào chỗ hiểm. Anh thành công vùng dậy để chạy ra ngoài và leo lên ngựa quay trở về. Một tia sét đánh thẳng chúng ngay chỗ chôn cất Evil As. Từ đó hắn ta đã đội mồ sống dậy và chuẩn bị một cuộc tổng tấn công với binh đoàn xương sầu. As quay trở lại lâu đài liền bị nhà thông thái chất vấn, có phải anh ấy đã làm sai lời mình căn dặn. As lấp liếm anh có đọc nhưng có thể âm tích không chính xác. Điều này đã làm hại những người dân nơi đây, vì binh đoàn địa ngục đã được hồi sinh và chẳng mấy chốc chúng sẽ xâm chiếm loài người. Nhưng As mặc kệ, anh ấy chỉ muốn quay trở lại thế giới của mình. Vua Arthur chấp nhận vì đó là thỏa thuận. Anh ấy nói nhà thông thái hãy đi làm việc đó để đưa As trở về. Bất ngờ một Deadeye biết bay lao đến. Những người khác thì hoảng loạn bỏ chạy, chỉ mỗi mình Cela đứng tại chỗ la hét. Thế là cô ấy bị con quái vật bắt đi mất. Trong lúc tinh thần của tất cả đều đi xuống, gần như buông xuôi vì biết không thể chống trả lại binh đoàn địa ngục, thì thái độ của As quay ngoắt 180 độ. Anh phát biểu một bài cực kỳ hùng hồn vực dậy tinh thần, kêu gọi mọi người kề vai sát cánh để chiến đấu. Cùng lúc đó, Cela bị bắt và đem đến chỗ của Evil As. Cô ấy cũng bị xâm chiếm và trở thành một Deadeye, hoàng hậu mới của binh đoàn địa ngục. As sau đó sử dụng một cuốn sách được tìm thấy chỗ cốt xe, chế tạo ra thuốc nổ và nhiều dụng cụ chiến đấu khác. Ngày định mệnh ấy cũng đã đến, Evil As cùng với binh lính của mình tiến gần đến tòa lâu đài để cướp quyển sách lúc này đang ở phía trên đỉnh. Hắn ra lệnh cho tất cả tiến lên, phá cổng thành. As ở phía này, cùng với vua Arthur chỉ huy quân lính phản công. Họ dùng tên có gắn thuốc nổ, châm lửa sau đó bắn về phía trước. Còn có cả súng bắn đá, cũng kèm với thuốc nổ. Hàng loạt binh lính của Evil As vỡ vụn, khiến hắn ta thất vọng mà chỉ rủa đến mức chật quay hàm. Kế hoạch của As thành công nhưng bọn chúng vẫn quá đông và đã phá được cánh cổng xông vào trong. Con người dần bị mất ưu thế, vua Arthur thấy vậy ra lệnh cho tất cả đến chỗ quyển sách và tử thủ ở đó. Còn As đi lấy chiếc xe mới vừa độ lại của mình, san bằng tất cả những gì ngáng đường, nhưng anh hùng sao qua được ải mỹ nhân. Cela trở lại hình dạng bình thường khiến cho As đánh lái sang một bên và nó bị lật nhào, sau đó nổ tung. Cô ả bây giờ mới hiện nguyên hình và lấy cây giáo đâm liên tiếp về phía As nhưng đã bị hất văng xuống cái hố. Vào lúc này, đoàn quân của Henry đã đến cứu viện và giúp cho cuộc chiến cân bằng hơn. Evil As đã leo lên đến đỉnh, tiến gần hơn với cuốn sách. As đuổi theo và chính thức đối đầu với hắn lần thứ hai. Lần này gặp nhiều khó khăn hơn với sự giúp sức của Cela, nhưng cô ấy tiếp tục bị hất văng xuống bên dưới. As sau đó phóng cây giáo về phía Evil As nhưng không hề hấn gì. Anh còn dùng cả lửa để thiêu cháy nhưng cũng chỉ ảnh hưởng phần da bên ngoài. Hai bên tiếp tục va vào nhau thì As bị đá văng xuống dưới. Tên cầm đầu lấy được quyển sách và nhảy xuống, đúng ngay chỗ máy bắn đá. As dùng kiếm chém bay bàn tay đang cầm quyển sách của hắn, rồi lấy lửa châm vào ngòi thuốc nổ sau đó cắt đứt dây. Evil As bị ném lên không trung và nổ banh xác. Cuộc chiến kết thúc với phần thắng thuộc về con người, Cela cũng đã trở lại bình thường. Cả vua Arthur và công tước Henry cũng làm hòa với nhau. Cuối cùng, nhà thông thái dựa vào quyển sách để chế tạo thành công một loại thuốc giúp As quay trở lại thế giới hiện tại. As từ bỏ ngôi vua, từ bỏ luôn cô gái Cela để trở về làm nhân viên ở cửa hàng Esmart. Trong khi anh đang kể lại chuyến phiêu lưu của mình cho đồng nghiệp nghe, thì một khách hàng biến thành Deadeye tấn công tất cả mọi người. As lập tức cầm khẩu súng lên và hạ gục nó. Bộ phim đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bộ phim tiếp theo.